Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Nếu ai nói với bạn rằng thành phố Hồ Chí Minh là nơi xô bồ, tấp nập, nhịp sống nhanh, thì bạn hãy đưa người đó đi tham quan tiến độ các công trình giao thông tại thành phố này. Bạn và người đó sẽ tìm được một nơi chiêu giữa lòng thành phố. Do đó, hôm nay hãy cùng mình tham quan tiến độ xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ nhé! Nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là cửa ngõ quan trọng phía nam thành phố, nhưng phải rào chắn từ ngày 8 tháng 2 để làm đốt hầm kính. Đến cuối tháng 9, giao lộ sẽ được trả lại hiện trạng phần giữa. Theo Ban Giao thông, tiến độ cụ thể của toàn bộ dự án đến nay đạt khoảng 63%. Dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng hầm chui số 2 trước ngày 31 tháng 7 và tổ chức giao thông để thông xe trước nhánh hầm này trong tháng 8. Sẽ thông xe nhánh hầm số 1 trước ngày 31 tháng 12. Đặc biệt, cuối tháng 9 này, Ban Giao thông sẽ tháo rào chắn giữa giao lộ, gồm cả hai hầm chui, để trả lại hiện trạng như trước kia, giúp việc đi lại của người dân trở lại bình thường. Tập trung phấn đấu thông xe toàn dự án vào cuối năm 2024. Theo các bạn, dự án có hoàn thành lời hứa như trên không? Mình đọc báo, thấy có ghi rằng nhà thầu đang nỗ lực thi công 3K và dồn tối đa công nhân, máy móc để thi công hầm chui. Lúc này mình đang quay lúc 8 giờ 30 phút sáng, có lẽ đang giờ bàn giao ca, họp hành, thư giãn hay sao mà thấy ít công nhân, máy móc, không giống như khi đọc báo. Độ thi công như trên video, hai hầm chui đang được tập trung thi công đào đất đoạn hầm kính giữa nút giao. Hầm chui HC2 thì đã đổ bê tông hai đầu, chỉ còn đoạn giữa là sẽ hoàn thành. Hầm chui HC1 thì đã đổ bê tông được một đoạn ngắn, các đoạn còn lại thì đang được đào đất. Giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là nút giao lớn và quan trọng phía nam thành phố, góp phần xóa bỏ kẹt xe khu vực này, giúp giao thông thuận tiện hơn. Giai đoạn 1 được khởi công năm 2020, gồm 2 hầm chui, mỗi bên 3 làn xe, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên sau 4 năm, 2 hầm chui đều chưa thành hình. Đây là công trình lớn, trọng điểm, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, an sinh xã hội,
nhưng mình thấy số lượng máy móc và công nhân thi công rất ít. Nhìn thi công rất chiêu, trái ngược với cảnh kẹt xe, hối hả bên ngoài hàng rào thi công. Là hình ảnh thi công cầu Rạch Đĩa. Cầu Rạch Đĩa kết nối hai đầu huyện Nhà Bè, quận 7, được khởi công xây dựng hồi tháng 7, 2023. Cây cầu này bắc qua rạch cùng tên, với hy vọng sau khi hoàn thiện sẽ trở thành cầu nối huyết mạch, tăng tính kết nối của khu vực huyện Nhà Bè và quận 7. Sau nhiều tháng thi công, cầu Rạch Đĩa hiện tại đã được gác dầm đoạn phía bên Nhà Bè. Sau khi cầu Rạch Đĩa hoàn thiện và đi vào hoạt động, giúp giảm tải cho cầu Rạch Đĩa 2 trên đường Nguyễn Hữu Thọ vốn đã quá tải vì lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!